Chào mọi người, hôm nay là tiếp tục giới thiệu cho người một dòng sản phẩm cực kỳ hay luôn ha. Thì đây là sản phẩm mà rất thích hợp đối với những anh em mà làm nhà vườn, trồng cây, những anh em mà trồng sầu riêng, trồng cam, trồng bưởi, trồng nhãn, trồng cái gì đó ha mà anh em cần tỉa cành. Đây là sản phẩm rất là phù hợp. Thì cái sản phẩm này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 3 triệu đồng nha anh em, 3 triệu đồng cho cái sản phẩm này. Thì đây là một sản phẩm đạt chứng nhận ROSH rồi CE-CS gì nè. Đó, xuất khẩu nha, tiêu chuẩn xuất khẩu. Và đây là dùng sản phẩm dùng pin đó, dùng pin của hãng Estun nha anh em, của hãng Estun đấy. Thì những cái dòng hãng này thì nó sản xuất hàng xuất khẩu nha anh em, Estun đây thương hiệu. Rồi ok, anh em xem gì trong nha. Này sản phẩm là không đọc là không có lấy tiền luôn á, và nhiều anh em chưa biết nha, rất là nhiều anh em chưa biết cái sản phẩm này mình sẽ khui từ từ. Trong đây thì nó sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng đây nha anh em. Nó sử dụng bằng tiếng Anh, ủa quên tiếng tiếng Trung ha. Đó. Cục sạc xài pin nha. Đây, cục sạc sạc như thế nào mình sẽ anh em xem. Một cục pin dự phòng. Một cái cây nối nha, anh em chờ một chút. Rồi. Một cái thân. Một cái này cái gì tới cái gì ta? Cái này là cái tay cầm. Rồi. Một cái dây đeo, một cái bình nhớt, hết rồi nha anh em, hết rồi. Mình quay ở kho nữa hơi bị bỏ một chút ha, anh em xem sản phẩm chứ anh em đâu có xem ở cái kho mình làm gì ha. Đó, anh em thấy lạ không? Bản thân mình thì cũng thấy có rất là thú vị về cái sản phẩm này nha. Thì mình giới thiệu với anh em, đây là cái sản phẩm máy tỉa cành bằng pin. Nó đúng là cái máy tỉa cành ở trên cao bằng pin đó. Thì nó tỉa cành bằng cái lam xích này nè anh em. Đây, khi mà anh em nối những cây này dài lên đó, đây là cái động cơ nha, cái động cơ của nó đây đó, động cơ 18V nha, 18V động cơ. Đây anh em châm nhớt ở trong đây, nó sẽ cho chúng ta bình nhớt nè, mình sẽ giới thiệu cụ thể ha. Đây, châm nhớt vô đây đó. Rồi thì khi châm nhớt á, anh em bóp cò á, đây thì bóp cò đây nè nha, bóp cò đây ha, cái này nút khóa. Bình thường anh em bóp anh em đẩy gần này qua bóp vô nha, đẩy gần nè đó, đẩy qua bóp vô. Còn vậy anh em bóp không ăn nha, bóp cò thì cái motor này nó sẽ chạy, cái motor này nó chạy nha anh em ha. Motor chạy thì anh em để lên cái cành cây, ví dụ đây là cái cành bằng cưa này, chúng ta cần để vô một phát thôi ha, để vô một phát thôi là nó sẽ cưa đứt cái cành chúng ta một đoạn như thế này đó. Mình tôi nghĩ tỉa cành đoạn như này là dư sức nha anh em, rất là dư sức luôn. Đây nè, nó có những cái ngấn này nè, đây ha, những ngấn này anh em để cành vô đây thì nó cắt thôi ha. Nó cái ngấn này là giúp cho chúng ta là nó sẽ chịu cái cành lại nha anh em. Đó, đây ví dụ những cái cành này nha anh em, tưa thì chúng ta sẽ để như thế này đây đó. Đó, nó có những cái ngấn này nè, nó sẽ chịu cái cành lại nha, như này đó, nó sẽ cắt cho chúng ta đứt. Ồ, hay không? Mà cái này làm việc trên cao, bình thường những cái cành như thế này á, anh em làm gì cái kéo làm cắt nổi nha. Nó có cái cây kéo giật á, cái cành như thế này kéo không bao giờ giật nổi. Nhưng đối với cái máy này nó là chuyện nhỏ nha anh em, chuyện nhỏ đó. Thì có những cái trường hợp cành to hơn nữa thì sao? Thì cái máy này anh em ha, ở trên đây nó sẽ có bình dầu, anh em đổ vô thì mắc là min nè nha. Anh em sẽ có thâm dầu đây luôn, đổ dầu vô thì xem mắc và min dùm ha. Nó đúng mắc min thì chúng ta xài thôi. Thiết kế motor tại vì sao nó thiết kế nhỏ gọn không, nó làm việc trên cao, nếu chúng ta cầm nặng thì chúng ta không thể nào mà chúng ta cầm được anh em ha. Đó, phải thiết kế như thế này nhỏ gọn ha. Thì trong đây thì nó sẽ có chỉnh xích nha anh em. Đây, ốc chỉnh xích đây nha. Anh em xả này ra, xả ra nha, nó cho chúng ta là một cái lục giác. Có lục giác không ta? Ở không, này không có lục giác nha anh em. Nói chung mua về hiện tại sẽ có lục giác ha, chúng ta xả ra chúng ta chỉnh. Ở cái này thì mới thì nó chúng ta cứ xài bình thường thôi ha. Mới thì chúng ta cứ xài bình thường thôi. Đó nha. Thì bây giờ nó sẽ xài như thế nào, chỉnh thì chắc anh em biết rồi ha. Xả này ra thì chúng ta siết vô một chút. Thì anh em lưu ý nha, đây là xài máy pin, chỉnh dây xích này nó phải như thế này nè anh em, nó như thế này nè. Còn nếu mà anh em giở lên mà nó cứng quá, nó căng quá đó, mà là pin nó chạy, nó mau hao pin và nó chạy không có nổi. Anh em lưu ý nha, cái máy là máy pin nên chúng ta chỉnh thì nó phải hơi dùng dùng như thế này nha. Đó, hơi dùng dùng như thế này đó nha anh em, hơi dùng dùng như thế này, chứ anh em không có chỉnh căng quá nha. Căng quá là máy chạy không có nổi, mình nói trước.
Đó, động cơ đây anh em ha. Đó, như thế này. Rồi. Hàng mới mình phải giới thiệu tỉ mỉ một chút nha. Anh em chịu khó nghe. Này nắp dầu ha, sáng vô đây. Đó. Thì còn những cái này thì nó căn bản đây, nó có thể là điểm những điểm tựa đây nè, cái bát này bát chịu lại nè. Đó thì mình sau khi mình cắt thì mình sẽ có những cái đó, hoặc ở đây, anh em có thể để ở dưới đây ha. Đẩy lên đây. Thì cái này là cái tựa. Ví dụ anh em không cắt dưới đây, anh em cắt trên đây vẫn được nha. Thì cái điểm ở trên đây nó là điểm tựa nha. Trên cao á, anh em để dưới đây nè ha, cái này nó tựa lại. Anh em đưa này, đưa đây thì cái này tựa lên nè ha, cái bát này nè. Đó, đưa này nó tựa lại. Và cái lưỡi xích này nó cuốn cuốn mà đứt cây ra ha. Đó, điểm mà điểm tựa trên cao nha anh em. Còn anh em cắt ở đầu dưới đây thì đây điểm tựa của nó nè ha, tựa vô đây chúng ta cắt. Hoặc cắt đây tựa trên đây ha, hai điểm cắt anh em cắt chỗ nào chúng ta cắt. Rồi. Thì cây này nó sẽ nối ở trong đây ha, nó sẽ đầu nối trên đây nó sẽ có hai cái dắt. Nè anh em thấy hai cái dắt không? Hai cái dắt này là dắt điện nha. Hai cái dắt này là dắt điện ha. Chúng ta sẽ đấu. Đấu như thế nào? Đây. Thì ở trên đây ha, nó có cái lỗ. Anh thấy không? À, lỗ này. Thì đây là hai cái dắt. Đây. À. Đó, chúng ta chọc vô thôi. Đơn giản mà. Nó có cái ngấn đây nha. Đây là cái ngấn này nè. Cái rãnh này thì nó phải vào trong đây nó có cái rãnh anh em ha. Đó, nó có rãnh thấy không? Xiết vào thôi. Đó. Xiết vào ha, rồi chúng ta sẽ chùm lại vô. Ta xiết lại. Thì mình xiết xong hết mình đo bao nhiêu mét nha anh em. Rồi, cứng rồi đó nha. Đấy. Chưa, này chưa dài lắm nha. Đấy, còn đầu này. Đây có cái dắt nối điện nè anh em. Đây. Ha, nối điện ở đây. Đó, thì mình sẽ đấu vô cái sẽ đấu vô cái máy này. Cái này đây nó cho cái lục giác chúng ta chỉnh nè, ha, nó kẹp đây luôn ha, nãy không thấy. Cái này nó cái lục giác ở đây để chúng ta chỉnh xích anh em. Đấy, thiết kế vậy rất là hay ha. Bình thường á, nó bỏ bên ngoài á, thì nó sẽ bị dễ mất, thì chúng ta sẽ xài ở đây chúng ta gài vô thôi. Ồ, rất là tiện dụng nha. Thấy rất là hay ha. Bỏ vô, gài lại. Rồi. Vậy ha. Thì đây là cái sạc pin nó đây. Nha, pin đây. Thì cái này nó xài pin 18V anh em, pin 18V. Ở đây nó không ghi bao nhiêu A hết anh em ha. Mình biết đây là pin 18V nha. Rồi. Hai cục nha, một máy là hai pin nè, như thế này. Hai pin. Nha, hai pin. Đó, nha anh em, hai pin. Một máy hai pin. Thì chúng ta sẽ nói vô, cái dây thì vô đây chúng ta có dây đeo. Cái video cái sản phẩm này đa phần thích hợp đối với những anh em ở dưới tỉnh á, dưới quê á thì mình phải giới thiệu kỹ thôi. Nhiều anh em mình giới thiệu không có kỹ, nhiều dưới không không có biết đường mà ráp, cũng không biết đường mà xài ha. Cái móc này nè, móc vô nha. Đó, cái này là mình cầm nha anh em. Rồi, này mình sẽ ráp vô đây nha. Đây có đầu ha, hai đầu này y chang cái đầu này luôn anh em ha. Đó, ráp vô thôi. Rồi, ok. Dài sọc luôn. Đấy anh em xem nha. Rồi xong hoàn chỉnh nữa nè. Từ cái máy này nè ha. Rồi nó sẽ nối như thế này. Đó, anh em thấy không? Nó dài như thế này. Thì mình sẽ đo coi nguyên cái thanh này nó dài bao nhiêu mét nha. Đây mình đo cái thanh này nó dài bao nhiêu. Anh em chờ một chút. Rồi ok anh em. Nguyên cái thanh này dài từ cái đuôi cho đến cái đầu nha. Mình đo từ cái tới đầu này nè, đầu này. Và từ cái đuôi này là 2,6 m nha anh em. 2,6 m thì anh em có tính 2,6 m mình đứng mình dơ lên nữa ha, mình đứng mình dơ lên nữa thì nó ra 3 mét mấy á ha, 3 mét mấy. Anh em mà muốn cao nữa anh em bắt cái ghế lên nữa ha, 4 mét mấy. Rồi. Ok. Vậy thì mình bóp cò mình xài thôi nha. Rồi anh em sẽ mình bóp cò anh em xem nè, nó hơi dài nên mình sẽ không có thấy được, anh em có thể bóp bóp cò nha. Quên chưa bỏ pin vào.
anh em chờ một chút. Rồi đây, bóp cò nha, đó đó, thấy không, bóp nè, đã hơn em, này là du lịch luôn á, à, mấy này về mấy anh làm sầu riêng luôn okay. Kha, giờ mình sẽ quay góc rộng chút, sao ta, à, quay góc rộng chút cho anh em thấy mình cầm nó dơ dơ như thế nào ha, cho nó đã chút, rồi đây. Đó, ở nhà mình thì này cái kho nha anh em, mình thích quay cái kho, kho bóc hàng ra quay thôi. Đó. Rồi. Em thấy chưa? Chỉnh xuống chút. Rồi ok nhá. Rồi mình sẽ đeo vô đây. Đây. Như thế này anh em. Nha, cầm như thế này, đấy, đây, đấy, à, thì cầm như thế này để mình cắt, còn không mình đeo dây vô, nha, đeo dây vô, dây đây, anh em muốn đeo dai, đeo vai, đeo cổ thì anh em đeo ha, tùy mình thôi, nào tiện ít thì mình đeo, nha, đây đó, mình đeo như thế này, anh em nó đỡ mỏi hơn, đó, nha, đây, cắt nha, ô, oh, đã rồi, đây, nè, bóp cò đây anh em nè, đó vậy đó, tỉa thôi, ngon lành liền ha. Đây thì cái này mình cần tỉa cành sau mình thả xuống anh em ha, muốn không có đỡ mỏi thì mình thả cái cổ mình nè, đây anh ta à, như thế này nha, đây nha, đây cắt ha, ha đeo ok ha, đã cậu này này, mấy anh mà đi về cắt cắt cành là cầm luôn, chuyện quá, chắc này bữa nào mình về mình review thực tế cho anh em xem ha, đây anh em thấy không, đã. Một máy hai pin một sạc 3 triệu đồng anh em ơi, nha, cho cái này chỉ có 3 triệu thôi, quá trời rẻ luôn, 3 triệu đồng cho cái này, có chụp bảo vệ, có bình dầu, cục sạc đây nha, sạc pin như thế nào, cắm điện vô đây, anh em sẽ cắm này vào trong đây nha, đây cắm điện vào trong đây nha, rồi cái pin này sẽ cắm vào trong đây đó, rồi như thế này mà chúng ta sạc thôi nha, đó như thế là sạc pin thôi, thì mình nghĩ anh em cắt cành này thì mấy anh em đâu có xài liên tục ha, cắt xong ngưng, cắt xong ngưng, nó đơn giản vậy thôi ha, thì nó đâu có mức độ mà mình xài liên tục như máy mài máy khoan đâu đó, chúng ta cắt thì chúng ta ngưng ha, thì chúng ta nên sạc đầy hai cục pin trước khi chúng ta cắt ha, cắt xong thì hết cục pin thì chúng ta lại quay về nhà chúng ta nghỉ trưa hay chúng ta nghỉ thôi ha, chúng ta nghỉ xong rồi chúng ta sạc pin đầy chúng ta ra cắt tiếp, cái chuyện mà làm nhà vườn thì nó không đòi hỏi cái thời gian một ngày nó chạy bao nhiêu độ anh em ha, ở vườn chúng ta làm thì chúng ta tính theo năm tháng và năm anh em ha, như trồng sầu riêng trồng cái gì đó thì anh em phải tính theo năm, thì khi mà chúng ta rảnh á thì chúng ta sẽ lôi ra chúng ta đi tỉa, còn khi mà nó mệt thì chúng ta nghỉ thôi ha, không đòi hỏi phải chạy tiến độ như buôn bán kinh doanh ha, như những cái trường học khác ha, đây là sản phẩm rất là hữu ích dành cho anh em là nhà vườn luôn, ok ha, anh em lưu ý nha, cái này mình mới về có tầm khoảng cỡ 5 bộ thôi đó, anh em đang cần nhà vườn về tỉa cành cây tết gì đó ha, tỉa gì đó anh em tranh thủ qua cái hàng lấy nha, số lượng mình không có nhiều đó, thì sau khi mình về hàng mẫu thì có thể sẽ về thêm ha, về thêm nữa chỉ có 3 triệu thôi, giá rất là ok, thì anh em lưu ý mình dùng cái này như thế này, thì những cái cây này nè ha, những cái thanh này là thanh nối giữa những cái đoạn mà điện á ha, những đoạn điện thì khi chúng ta nối chúng ta xài thì thôi chúng ta đừng có tháo ra, anh em nối anh em để luôn đi, rồi chúng ta ở nhà đó chúng ta gác lên, bởi vì những sản phẩm như thế này nó chúng ta không cần phải tháo ra, tháo vô liên tục, chúng ta mỗi lần xài chúng ta đem bỏ vô cái hộp
không nên, anh em ráp và ráp để luôn, cứ xài là cắm và xài thôi, lâu ra xài thôi đó, như vậy thì nó sẽ ok hơn. Chứ còn ta tháo ra ráp vô thì nhiều lần thì như anh em không có để ý thì những cái chân trong đây nó có trục trặc cái gì đó thì nó mỗi lần ta xử lý thì nó cũng dễ thôi, chúng ta cắt ra ta đấu điện thì cũng dễ thôi, nhưng mà nó mất công ha. Chúng ta nói luôn, người ta để luôn, anh em xài xong để về nhà chúng ta gác ngang, ví dụ chúng ta cần làm ta gác như thế này đó, gác đến vậy dẹp nha, giống như là cái gì ta, anh em cứ nghĩ là giống như là cái chỗ quét nhà, cái chỗ mà quét không cần á, chúng ta xài xong chúng ta đem dẹp, cái này cũng vậy, cắt xong xài xong chúng ta đem dẹp ha, không cần tháo ra làm gì mất công anh em ha. Hoặc ta dựng ở góc nhà gì đó ha, anh em làm nhà vườn á, dựng góc nhà gì đó thì chúng ta làm thôi đó. Rồi ok anh em á, đây là sản phẩm phải nói là rất là ok luôn đó nha. Đây, lưỡi như thế này, cái lưỡi này thì để mình đo cho anh em á, nhiều anh em cần biết cái lưỡi này nó bao nhiêu nha. Thì để mình đo để cho anh em nắm luôn cả cái xem coi cái thông số của nó cho nó cụ thể một chút. Thật sự cái tỉa cành này, cái này là quá dư rồi. Đây, cái lưỡi này không tầm khoảng tấc rưỡi anh em nha, không tới tấc rưỡi, tấc hai thôi nha, một tấc hai thôi nha, từ cái đoạn này ra đây nè đó, đúng tấc hai, 120 mm. Còn cái đoạn ở trên thì nó sẽ khoảng tấc tư nha, nhưng mà chúng ta cắt thì những đa phần cây nhỏ 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 không, chứ nếu mà chúng ta cắt khoảng tấc tư thôi chúng ta rồi làm sao ta, giống như là giờ cái cây đó chúng ta bỏ luôn á, chứ không ai tỉa cành mà cái đoạn bên lớn về mà tỉa cành gì hết, cành tỉa cành nhỏ đó, anh em ha, tỉa bỏ tỉa cành nhỏ cho nó cống cho nó gọn, tỉa cành nhỏ, còn những cành lớn là để nuôi sống cái cây thì chúng ta không có tỉa. Rồi ok, 3 triệu đồng cho cái cây này đó, pin chúng ta gắn trong đây nha. Mình sẽ quay kỹ cái pin lại. Đây, pin chúng ta gắn trong đây. Anh em ha, tháo bóp này ra, bóp vô, tháo pin ra nha, và ta gắn pin vô thôi. Đó, đây, gắn vô. Đây. Đó, cứ thế mà chúng ta xài thôi nha. Đó, bấm vô, tháo ra. Đơn giản nha. Thì mình nghĩ cái này cũng đơn giản lắm nè. Nếu mà anh em làm nhà vườn á, pin này thì mua vẫn có nha anh em ha, thì nhưng mà hiện tại do mình về là về trước chưa có gì về pin, mỗi một máy là 2 pin, một máy 2 pin một sạc. Thì nếu anh em làm nhà vườn thì anh em cũng muốn xài mà nó anh em sợ sau này mà nó hư pin á, không pin á, ok chúng ta cắm bình ắc quy nó xài luôn đó, bình ắc quy thì chúng ta sẽ chọn bình ắc quy là tầm 18V nha anh em á, đó 18V thì chúng ta xài nha. Thì bình ắc quy đó thì chúng ta cắm trực tiếp vô, chúng ta xài tại trong đây luôn. Trong đây nó cũng giống như là một cái cây nối thôi, cái đầu này anh em, cái đầu này giống như cái đầu làm cho đẹp ha, để chúng ta cầm cho nó chắc thôi, chứ thực sự ở motor nằm ở đầu trên, motor nằm đầu trên nha, đầu này để cắm điện ở đây, nó truyền một cái sợi dây truyền lên tới trên thôi nha, chứ không có gì hết á. À, sau này pin thôi chúng ta bỏ luôn cũng được, chúng ta mua bình ắc quy á, đeo bên người ha, chúng ta đem đi vô vườn ha, mà cắt ha, đem 3 bình cắt từ sáng tới chiều như vậy nha anh em ha. Thì nó cũng đơn giản, chả có gì phức tạp hết, đeo lon thon mới tôi cắt thôi. Rồi ok, tóm lại cái máy này giá hiện tại là 3 triệu đồng, chưa còn phí ship, một máy 2 pin một sạc nha anh em, một máy 2 pin một sạc. Hàng này bảo hành cho anh em 3 tháng nha, bảo hành 3 tháng. Lưỡi không bảo hành nha anh em, lưỡi xích không có bảo hành, hiện tại giờ lưỡi mình chưa có về. Hiện tại bây giờ lưỡi mình chưa có về nha. Đó, thì anh em kỳ sau nha, để kỳ sau mình về. Lưỡi thì ấy, lưỡi này mòn thì anh em dũa lại anh em xài. Đó, hoặc chặt lại ha. Tại vì mình phải hàng nó phải đi số lượng như thế nào đó thì mình sẽ về nhiều lưỡi cho anh em. Rồi cảm ơn em ha, xin chào hẹn gặp lại nha. Anh em yêu cầu thì liên hệ số điện thoại bên dưới. Rồi cảm ơn, xin chào hẹn gặp lại.